Ok, và hello tất cả mọi người nha, đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Thì nay mình sẽ tiếp tục series còn Doraemon Story of Season nha. Ok, thì trước khi vào video mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé, bằng cách like và share tất cả các cộng đồng bạn luôn. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký đi nha. Ok, hiện tại là đang là mùa đông cho nên là vẫn chưa có con bọ Ladybug để mình có thể bắt được. Thế là nay mình tiếp tục với lại sự kiện của anh bác sĩ Ri và chị y tá Serena. Sự kiện hôm nay thì phải ngủ tới 10 giờ tối. Sau đó nhiệm vụ này là mình sẽ đẩy luôn, mình sẽ đóng mình off, mình đẩy sang mùa xuân luôn để làm cái sự kiện kia nữa. Ôi chào đôi ta. Chào buổi tối bác sĩ. Có chuyện hỏi bác sĩ đang làm gì vậy? Ta chỉ đọc một số tờ rơi thôi. Ồ, hết. Nó nói về cái gì? Không có gì quan trọng đâu. Để ta rót cho em một vài nấm trà. Ok, mình sẽ đọc thử cái tờ rơi đó xem. Ồ, phải là bác sĩ Ri từng là viện trưởng luôn. Ok, bác sĩ nói là trời đã tối rồi cho nên là kêu mình là uống trà xong thì quay trở về nhà đi. Không, mình dịch lộn vậy. Hình như là có lá thư mời bác sĩ Ri tới làm việc ở trên cái ấy, ở trên cái chỗ bệnh viện to hơn, tốt hơn. Nhưng mà sau khi mà Nobita hỏi, chắc là Nobita thấy vậy, Nobita hỏi là bác sĩ có rời khỏi thị trấn này không, thì bác sĩ nói là không, chưa có ý định rời khỏi, cho nên là Nobita vui. Anh bác sĩ Ri nè, mới đầu nhìn thì có thể thấy là khá là kỳ vậy, tại vì làm gì có cái phong cách mà chữa bệnh mà khoái gặp bệnh nhân lắm để pha chế những cái phương thuốc lạ. Nhưng mà mãi sau này mình mới biết bác sĩ Ri rất là tận tâm nha. Kiểu là những cái người già như bà Ravi đồ nè, là lúc nào cũng đi sang nhà để chăm sóc hết, rất kỹ lưỡng hết. Đo giờ này nọ, hoặc là bất kể những ai luôn. Thậm chí là chú Cáp Phi nữa. Chú Cáp Phi là bị gì là cũng vô trọng là sau đó được một thời gian là bắt đầu là bác sĩ Ri sẽ đi ra ngoài luôn, ra thẳng tận nhà để quan sát. Ok, mình sẽ skip qua khúc này cho tới khi sự kiện tiếp theo nha. Ok, thì mình sẽ tiếp tục thôi nào. Nhân tiện cũng nói luôn đó là game này nó có một cái bản mod việt hóa rồi, đầy đủ chi tiết tiếng Việt hết, và một bản update 1.1.1 nữa. 1.1.1.1 thì phải 3 số 1 lần. Thì có thể là tập sau mình sẽ update lên, tại vì nó có thêm nhiều thứ mới nữa. Nó có cả câu chuyện về con cái voi trắng,
cá voi trắng và cá voi mà đầu u á, cá voi thông minh mà đầu u á, hay lắm. Và nó cũng ra thêm nhiều bảo bối mới nữa. Cho nên là tập sau thì có thể là mình sẽ nâng cấp lên bản mới, nhưng mà mình sẽ không có cài bắt chuyển hóa đâu. Tại vì trước giờ đã chơi cái bắt tiếng Anh là đã hay rồi, cài bắt chuyển hóa, nhưng bắt chuyển hóa thì chỉ đỡ thôi. Thì mấy bạn nào mà yếu tiếng Anh thì mấy bạn sử dụng. Còn tiếng Anh của mình thì cũng ở tạm tạm, và mình ở tạm tạm rồi cho nên là mình xài bắt tiếng Anh để mình học thêm luôn, nó dễ hơn. Ok, bây giờ sẽ ngủ tới 14 giờ, sau đó chạy vô trong để thực hiện. Ok, tại sao chỉ có mình chị đứng ngoài này vậy chị Serena? Ok, Suka nó cũng đang tới đấy. Thế thì bác sĩ Ri đâu? Bác sĩ Ri là chưa xuống rồi. Họ có ý kiến gì không đâu ta? Chào mọi người. Ok, chào Shika. Chào đôi ta. Hết bác sĩ Ri đâu? À, anh ấy ra ngoài giờ đi đâu đó lần nữa rồi. Ờ, em cũng nghĩ, em cũng đang không biết là liệu anh ấy đi đâu. Có lẽ nào anh ấy tới bệnh viện to hơn? Ờ, bệnh viện? Điều gì khiến cậu nói như vậy? Thật ra ngày hôm qua tớ thấy lá thư của anh ấy viết và... À, có vẻ như là anh ấy là rất là muốn chuyển đi. Ờ, anh ấy như vậy không? Ờ, ý em là vậy, nhưng mà em cũng không thể nói nhiều được bởi vì em cũng có biết nhiều đâu. Ờ, nhưng mà anh ấy rất là quan trọng trong thị trấn này. Ờ, cũng rất là được mọi người yêu mến nữa. Và đúng vậy, anh ấy cũng yêu cả thị trấn này nữa. Em muốn là... em muốn tin anh ấy sẽ ở lại đây với một số lý do như vậy. Phải, và chúng ta cũng đều muốn điều đó từ anh ấy. Ok, thế thì chúng ta phải nhanh chân chạy theo... nghĩa là chạy đi kiếm bác sĩ. Ok, ngày hôm nay là ngày làm nhưng mà bác sĩ là chưa có mặt. Thế là mọi người đang lo, lo rằng không biết là anh bác sĩ có chuyển sang bệnh viện to hơn không. Hay của cái mùa đông mới là mấy bạn có thể làm con người tuyết. Mùa mùa có thể làm con người tuyết được. Mùa đông thì rất là ít. Thậm chí là mùa đông của năm thứ hai rồi, nhưng mà cái lượng mà hoa quả của mùa đông thì nó rất là ít. Yeah. Ok, mình sẽ kiếp qua khúc này cho tới cốt truyện tiếp theo nha. Ok, thì mình sẽ tiếp tục cốt truyện nha. Ngủ tới 12 giờ chiều. Sau đó chạy sang bệnh viện thì chắc là lúc này là mọi người cũng tìm được anh bác sĩ rồi, bắt đầu hỏi về lý do là bác sĩ sẽ có đi hay không. Ờ, Nobita, có điều gì không ổn à? À, tôi phải nói điều này với lại cả hai người. Cho nên là em có thể chờ đợi một chút được không, Nobita?
hai người bọn họ. その... Thế thì anh muốn nói cái gì nào? À, thực ra là tôi đã gửi một bức thư cho bệnh viện cũ của cô Serena. Tôi nói là khoan, tại sao mặt của các mọi người bần thần vậy? Đó là một tin tốt mà. Nhưng mà nếu như mà anh phải tôi phải như thế nào cơ? Phải, các người biết về việc này rồi à? Nobita đã kể đó. Đùa. Nobita đã thấy lá thư. Em xin lỗi vì đã đọc trộm. Đừng lo lắng. Bác sĩ à? Serena-kun. Serena. Vâng. Ồ, em có thể trở về bệnh viện cũ của em ở đó là một tin tốt. Khoan chờ đã. Giống như là Serena chỉ là y tá thực tập thôi, cho nên là nó đẩy ra những vùng sâu vùng xa để làm việc cho có kinh nghiệm, để sau này trở về bệnh viện lớn sẽ làm tốt hơn. Khoan chờ đã, Serena sẽ quay trở lại. Serena sẽ quay trở lại. Nhưng tại sao? Khoan, em không có đọc lá thư. Em đã đọc lá thư hay là không vậy? À, chỉ là phần mở đầu thôi. Ồ, hóa là đó là những gì đang xảy ra. Phải, họ đã hỏi tôi là có thể tới, hỏi anh là có thể tới thăm được không. Nhưng mà anh lại trả lời với họ là để cho Serena trở về. Anh đã làm gì cơ? Tại sao? Thực ra thì khi mà cô ấy lần đầu tới đây, cô ấy lại rất là ghét nơi này. Phải, là lúc đầu, là lần đầu, có thể. Phải, bởi vì em không có, chỉ là lần đầu tiên của chị Serena là gặp cái cuộc sống nông thôn này, là nó khó chịu quá, cho nên là dễ phát điên lên. Và bây giờ là anh bác sĩ nghĩ là chị ấy sẽ hợp với lại thành phố hơn. Cái còn trạm xá này sao? Cả Shizuka nữa. Shizuka cũng chả ở đây mãi mãi đâu, anh cũng biết điều đó mà. Và anh sẽ làm gì nếu như mà tất cả mọi người trở về nhà? Bác sĩ à, tôi sẽ ổn thôi. Tôi đã bắt đầu một mình à, tôi đã làm mọi việc một mình. Tự bản thân tôi đã làm mọi việc á, từ lúc mà tôi bắt đầu cái trạm xá này rồi. Em cũng biết mà. Nhưng mà bác sĩ. Phải. Tôi biết là em sẽ rất nhớ cô ấy. Nhưng mà điều này là điều tốt nhất dành cho Serena rồi. Nhưng mà bác sĩ, chị Serena cuối cùng đã nghỉ. À, chắc là tiết lộ. Tôi ta tính tiết lộ tình cảm, nhưng mà Shizuka kêu không. Im. Chuyện này để con gái giải quyết. À, chị có ổn không chị Serena? Phải. Em rất còn, em vẫn còn trẻ Serena, cho nên là em phải có một cuộc sống tốt hơn như vậy. Và em phải kiếm thêm nhiều bạn và bắt đầu yêu đương đi. Thế
là một ngày nào à, tại sao không nhờ à, một ngày nào đó là em có thể là đi đến một nhân ấy. Ồ. Thị trấn này thì đã hết người cùng tuổi với em rồi. Nhưng mà chúng ta cùng tuổi mà phải không bác sĩ? Chúng ta sao? Ồ, bây giờ thì em mới để ý à. Nhưng mà em nói đúng đấy. Phải. Thế thì tại sao? Nhưng mà tôi được sinh ra ở đây, cho nên là tôi... À, do là tôi được sinh ra ở đây, còn em thì... đã thuộc về nơi khác, cho nên là sẽ có một người nào đó tốt hơn em ở nơi khác thôi. Ôi, chị Sarah cạn lời, anh bác sĩ cũng cạn lời. Bác sĩ Ri, tại sao anh lại đưa tình cả như là đưa hoàn cảnh vào éo le như thế này? Phải, em cũng nghĩ như vậy đấy. Ờ, hai đứa ồn ào quá. Như ta đã nói, việc này rất là tốt cho Serena. Nhưng mà chị ấy rất là muốn ở đây. Ở đây sao? Đó không phải là điều tốt nhất cho tương lai của cô ấy. Phải đó. À, thôi thì bây giờ quay trở lại công việc thôi. Giờ nếu như mà em có cái việc gì mà cần tới ta thì hãy nói cho ta biết được chứ. Ôi. Ok, chúng ta đi kiểm tra chị Serena thôi. À, chị Serena. Ồ, chào hai em. Phải, chúng em sẽ luôn ở bên chị, Serena. Không lẽ chị sẵn sàng để từ bỏ sao? Không, chị không muốn như vậy. Không muốn bao giờ cả. Thế thì để tụi em giúp chị. Chúng em có thể nói chuyện với lại bác sĩ Ri. Và cảm ơn hai đứa nhé. Nhưng mà chị... Dạ, chị sẽ từ bỏ. Nhưng tại sao? Kết hôn là một cái điều gì đó mà anh ấy đang nghĩ, chị nghĩ như vậy. Và anh ấy cũng không muốn đón nhận tình cảm của chị, cho nên anh ấy mới vậy. Anh ấy cảm thấy rất là khó chịu, cho nên là anh ấy mới đuổi chị đi ra khỏi chỗ này. Điều đó không đúng. Em nghĩ là anh ấy là vẫn chưa biết được cái tình cảm của chị. Chưa biết được tất cả tình cảm của chị đâu. Phải, chị biết điều đó rất tốt. Đó là lý do tại sao là chị nên đi xa khỏi anh ấy. Nhưng mà chị vẫn không thể làm được việc đó. Và chị cũng không muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Thế thì chị có chắc chắn là chị sẽ ra đi không? Chắc chắn rồi, bởi vì là bác sĩ Ri cũng muốn như vậy mà. Không thể nào. Xin lỗi hai đứa. Ờ, à, nhưng mà chúng ta cũng phải làm việc hôm nay đấy. Shizuka, quay trở lại thôi. Vâng. Xin lỗi em về cái vụ việc hồi nãy. Giờ gặp lại em ở trạm xá sau nhé Nobita. Vâng. Ôi.
Ôi, tất cả mọi người lớn đều có cảm giác khó chịu như thế này à. Ok, thì mình sẽ skip qua khúc này cho tới khi mà câu chuyện tiếp theo nha. Ok, thì tiếp tục sự kiện nào. Ngày hôm nay là mình sẽ ngủ tới 19 giờ. Sau đó là tới thăm nhà chị Sena. Đấy, chắc là tối nay là chị Sena đang chuẩn bị là dọn dẹp để đi chuyển đi rồi, chuyển về. Cho là mình tới đây để mình thuyết phục Serena ở lại và nói ra tình cảm của chị ấy. Chào em luôn ta. Chị đang chuẩn bị đi rồi. Phải em có thể giúp chị được không? Chị đang order một số thứ để chuẩn bị đi. Phải. Ồ, hóa ra là chị vẫn còn cái kế hoạch bỏ đi sao? Em nghĩ thế nào đôi ta? Em sẽ không quan tâm đâu. Chết rồi. Chọn sai rồi, đáng lẽ là phải chọn cô trên thì Shika mới vui được. Thật là tồi tệ đối với ta, cậu thật là tồi tệ trong câu nói của cậu đối với ta. Tớ không muốn chị Sena bỏ đi đâu. Cảm ơn em Shika, nhưng mà bây giờ là mình đầy tim mà, cho nên là mình không sợ. Chứ nếu mà mấy bạn chọn sai cũng không sao hết, chỉ là chọn sai thôi, còn chọn đúng thì nó sẽ thêm tim với lại nhân vật. Thì Sena là những cái nhân vật mà hack tim dễ nhất á, tại vì những cái sự kiện này nó đẩy tim lên nhanh lắm, nhưng mà do là mình có cái đồ rồi cho nên là mình tập nhanh. Ok, bây giờ là chị còn phải quay trở lại bệnh viện lớn. Sena em, phải em phải chuẩn bị tinh thần đi. Này đôi ta, chuyện gì vậy? Chúng ta không thể để dễ đi như vậy. Mà chị Sena nói là chị muốn. À, chị, đó là suy nghĩ của chị ấy. À, chị ấy làm như vậy thôi, nhưng mà chả có lý do gì chị ấy muốn bỏ đi cả. Ok, thế thì chúng ta cần phải làm gì? Hỏi Doraemon xem có cái bảo bối nào có thể giúp chị Serena nói ra được thách thức của chị ấy không. Đúng đấy, có xe đi hỏi. Đây Doraemon, chuyện gì thế? Thật ra là chị Serena sắp sửa rời khỏi thị trấn. Cậu đang đùa đấy à? Cho nên là Shizuka muốn giúp đỡ chị Sena nói ra những tình cảm của chị ấy đối với bác sĩ Ri. Ok, được thôi, tớ cũng có thứ này. Gì đó? Máy chuyển dịch sự thật hả? À, với cái máy này chiếu lên người ai thì họ sẽ nói được sự thật. Phải, đó là một cái kiểu là sao ta, một cái điều tốt, cho nên là bây giờ là quay trở lại với lại chị Sena thôi. Coi điều gì đó, giờ này cũng trễ rồi, thế thì có chuyện gì để chúng tôi giúp được em không Nobita? Em cần điều gì đó từ anh à? Đi nào đôi ta, thực hiện đi. Ok, có hai lựa chọn, một là dùng lên Sena, hai là dùng lên Shika. Nhưng mà chắc là cái cốt truyện này kiểu gì là mình cũng sẽ dùng lên chị Serena thôi, cho nên là dùng Shika xem. Đôi ta sai người rồi. Họ mới là những cái mục tiêu mà cậu cần phải làm. Giống như là
Người ta nó khôn lỏi á, để chiếu vô thì cà thế mới đúng chứ. Tại Nobita đâu bao giờ mà làm việc trơn tru vậy được. Chiếu vô Shiraka để biết được cái tâm lý của Shiraka. Nhưng mà Shiraka biết nha, Shiraka biết bảo bối của Doraemon cho nên chạch ngay. Lokoto-sensei. Bác sĩ Ri. Nandai. Chuyện gì? Thật ra là em rất là yêu anh. Khoan, nói lại xem. Cho nên là bệnh viện lớn là cái nơi mà em cần phải tới. Đùa nhau à? Ok ra. Bác sĩ à, em rất nghiêm túc đấy. Hình như là có cái máy có vấn đề rồi. Tại sao mà là nói yêu bác sĩ nhưng mà lại muốn tới bệnh viện lớn? Đó là cái vấn đề. Hình như là cái bảo bối của Doraemon nó cặp trục chặt rồi. Ôi, nếu mà điều đó là sự thật thì anh cũng không thể cho em ở đây được. Mà bác sĩ, em... Rồi, khu này là khu chạm xá, thế ghi là... Lick, chứ không phải là... Nó ghi là hospital, hospital là bệnh viện lớn rồi. Ok. Hình như chúng ta thất bại rồi Nobita. Cho nên là quay trở về thôi. Ok. Thì có thể là một bài là... Phá. Muốn giúp đỡ nhưng mà lỡ phá bằng cách cái bảo bối của Doraemon thôi. Lỡ phá rồi. Không sao, phá sai thì mình làm lại được. Mình sẽ kiếp qua khúc này cho tới cốt truyện tiếp theo nha. Ok, thì mình sẽ tiếp tục thôi nào. Thì sự kiện này là chỉ cần ngủ dậy ra ngoài là sẽ thực hiện được ngay à. Này, Nobita. Chuyện gì vậy, Shiraka? Hôm nay là ngày chị Shiraka rời khỏi đây đấy. Ủa, không biết à. Khoan, nghiêm túc đây à. Chúng ta phải đi nói chuyện với chị ấy ngay thôi. Ok, chị Shiraka bắt đầu chia tay mọi người. Ma tới và khóc. Ok. Chuyện này có cần thiết hay không chị? Chị cũng nghĩ là như vậy. Nhưng mà chị muốn là thấy mọi người. Thế thì bác sĩ Ri đâu? Phải, cậu nói đúng đấy. Nó cũng không thấy anh ấy ở đây. Không thể nào, chẳng lẽ là anh ấy sẽ không tới đây để tạm biệt chị sao? Ôi, chị cũng không để ý lắm. Có thể là anh ấy đang bận với lại công việc. Nhưng mà chị có thể để cho tụi em một chút thời gian được không? Chờ tụi em một chút thời gian được không? Được thôi. Chắc chắn rồi. Nếu như mà các em thích. Này Nobita, chúng ta đi bắt anh bác sĩ Ri đi. Đúng rồi. Đó cũng không thể đồng kiểu như là khoanh tay đứng nhìn như vậy được nữa. Ok, đi thôi. Bắt bằng cách nào? Ồ, mọi người làm gì ở đây? Anh có biết là đây là ngày chị Serena đang rời à? Tại sao anh lại không tới tạm biệt chị Serena? Anh thì rất là đang bận, cho nên là anh không thể phân thân chính mình được. Anh đang rất bận công việc ở đây và anh cũng không thể phân thân chính mình ra để đi chào tạm biệt được. Ôi vãi chữ như ôi rồi thì bắt đầu nói chuyện tới nhẫn thuật hay là bắt đầu tới là paradox đồ. Vậy rất là muốn đi tạm biệt Serena nhưng mà không thể phân thân ra được để đi tạm biệt.
phải. Xin lỗi Nobita, nhưng mà anh rất muốn nói là anh rất là bận. Và thở dài. Nếu như mà anh đi thì anh cũng không biết là có thể nói ra được tất cả các cảm xúc thật của mình không. Nhưng mà đừng lo lắng cho anh, cho nên là các em cứ đi đi, sử dụng ngay thôi. Tại vì hôm qua là mình xài lên chị Sena là chị Sena nói ra hết rồi, nhưng mà còn anh bác sĩ Ri thì anh chưa nói được đó. Nãy giờ là anh ấy cũng có suy nghĩ nhưng mà chưa nói được, cho nên là sai thôi là bắt buộc là phải nói à. Cảm ơn đi. Siêu ca giật luôn cái máy từ Doraemon. Có điều gì không ổn ha bác sĩ Ri? Đây là cơ hội thứ hai. Tôi đã chờ điều này rất là lâu rồi. Đúng mà, tại vì lần đầu là đâu chịu nói, lần sau là xài cái máy thì đúng là cơ hội thứ hai. Mình nghĩ là mình sắp sửa rời đi. Chờ ra, chờ đã. Bác sĩ Ri, anh không cần phải tới đây đâu. Thật ra là anh có một chút bối rối ở trong lòng từ trước tới giờ. Wow, anh ấy sẽ chuẩn bị nói. Nobita, im lặng. Thật ra anh đã ngưỡng mộ em từ rất lâu, từ khi mà em tới đây. Cho nên đó là anh biết như vậy, cho nên anh rất là muốn em quay trở lại, bởi vì anh nghĩ là điều đó là điều tốt nhất đối với em. Và khi mà họ nói là em có thể quay trở lại và anh đã đồng ý ngay. Ôi bác sĩ, anh nghĩ em sẽ hạnh phúc, nhưng mà anh cũng muốn nghĩa là bây giờ bối rối nói chuyện ấy. Ok, anh nghĩ là anh đã yêu em như vậy rồi, cho nên là anh rất là muốn em ở lại đây mãi mãi. Bác sĩ văn vở quá, nói dài dòng quá. Thì nói hẳn câu này từ đầu đi, không chịu nói. Cứ văn vở nói mấy câu dài dòng. Phản ý anh là sao? Anh nghĩ như vậy đó. Này, mấy đứa có nghe không? Vâng, tụi em nghe chắc chắn rồi, rõ như ban ngày ấy. Thật là tuyệt vời. Và em có thể là tiếp tục công việc của mình ở bệnh xá được không? Chắc chắn rồi, hẹn gặp em vào ngày mai nhé. Vâng. Bây giờ em cũng sẽ giúp đỡ chị và người ta thì chúc mừng. Wow, chưa bao giờ tớ nghĩ là có sử dụng cái máy đó lên bác sĩ Ri. Thế thì tại sao cậu lại biết vậy Suka? Phải, anh ấy nói điều gì đó sau khi mà anh ấy nói là anh ấy có một số cảm xúc, chỉ là cái đoạn hồi nãy, cho nên là Shika nắm bắt được giác quan thứ 6 của con gái mà nhạy cảm lắm. Đó là lý do tại sao Nobita lại Doraemon thì không biết. Cảm ơn mấy đứa nhé. Và chị cũng không thể nào mà cảm ơn hết tất cả được, hết tất cả những gì mà tụi em đã làm.
Bạn có con mèo xanh này nó có một số bảo bối hữu dụng tới như vậy à. Cảm ơn. Ok, sau khi bà dùng bảo bối lên người của mình thì mọi thứ đều trở nên đi loạn và khoái rồi, khoái rồi, cho nên là rủ Doraemon tới bệnh xá. Rủ Doraemon tới bệnh xá để nghịch nghịch bảo bối và tất cả bên khoa học. Bác sĩ thì vẫn như là bác sĩ ngày nào, vẫn như là lần đầu mình gặp. Ok, dù gì điều gì xảy ra thì chị Sena cũng sẽ không thể rời khỏi đây được đâu. Cảm ơn, chị cũng không thể cảm ơn mấy đứa tất cả những gì mà mấy đứa đã làm được, cho nên là cứ tới thăm bệnh xá lúc nào mà tụi em thích nhá. Vâng ạ, cảm biệt chị. Hay quá, happy ending rồi. Nhưng mà vẫn sẽ còn những cái sự kiện để mình lấy những cái món bảo bối. Lấy bảo bối để làm sự kiện chính thôi chứ. Ok thì mình sẽ skip qua khúc này nha. Ok thì mình sẽ tiếp tục tới sự kiện cuối cùng nha. Ngủ tới 10 giờ sau đó là chạy ra nhập xá. Ok, rất là vui khi được gặp lại em của ta. Bác sĩ, nay là anh làm việc một mình à? Siêu cái là Serena là đang đi kiểu là đang chuẩn bị điều gì đó bất ngờ thì phải. Anh nghĩ là họ sẽ quay trở lại sớm thôi. Đúng như vậy rồi. Tôi ta, cậu đến đây từ khi nào vậy? Ok, mọi việc ổn thỏa. Khi mà chị Rixena hỏi mọi việc cũng khỏe khi mà em không ở đây chứ. Chả có gì để báo cáo lại cả. Phải, tớ cũng rất là vui mừng khi mà thấy hai người trở lại với nhau. Cảm ơn gì đó. Chị cũng rất là mong muốn là Hopping là mong muốn rồi đúng không? Tụi chị là sẽ kết hôn gần đây, kiểu là gần nhất. Nói chung là muốn đi tới kết hôn với lại em bác sĩ nhanh nhất các bạn. Đó là một giấc mơ cực kỳ là đẹp. Nhưng mà chúng ta thì rất là bận, cho nên là không có thời gian chuẩn bị. Phải, chúng ta có thể mời tất cả những người bạn của chúng ta tới buổi tiệc. Điều đó nghe thật là lãng mạn. Không phải, lovely là dễ thương mà. Hóa là hai anh chị đã chuẩn bị đám cưới rồi. Thế thì tụi em có được mời không? Chắc chắn là được rồi, bởi vì em lúc nào chả ở đây để giúp đỡ tụi chị. Phải, đúng vậy, đám nhóc này đã giúp đỡ chúng ta hầu như là mọi thứ. Phải, em không thể chờ đợi được nữa.
mà rồi có khách vô rồi. Dương Quân cũng thấy rất là bận trong tương lai. Đó là hai anh chị là đã chuẩn bị là định đám cưới hết rồi, đang bàn nhau thì bắt đầu là có bệnh nhân vào, hai ông bà Taurus với Iris vô. Cho nên là họ phải ngưng lại, họ phải ngưng cuộc nói chuyện lại để quay qua chăm sóc cho hai ông bà. Ok, cái này là cực kỳ happy ending luôn rồi, hai người trở nên là ấy, hai người gặp nhau. Sau đó là bắt đầu là tới đám cưới luôn, là thấy là cực kỳ happy ending rồi. Mỗi công chuyện ở trong này đều có một cái kết thúc cực kỳ đẹp. Ok, thì mình chắc là mình sẽ skip qua tới cái mùa xuân luôn. Sau đó là mình sẽ nghiên cứu về cái việc mà gặp được cái con, những cái sự kiện của cái con mà cá voi trắng mới update đây. Mình sẽ nghiên cứu, tại vì nó mới update mà, cho nên là trên mạng cũng chưa có ai mà người ta viết mấy cái bài để hướng dẫn đâu, cho nên là mình phải tự mình mò rồi. Ok, thì chắc là video này mình cũng dừng lại tại đây nhé. Nếu mà bài nào hay nhớ để lại một like và share. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nha, vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.